Vì băng nhân tạo thường chứa bọt khí và không đủ mạnh để chạm khắc nên các khối băng dùng cho công viên được lấy từ dòng sông Tùng Hoa đóng băng chảy qua thành phố. Vào mùa đông, các khu vực dọc bờ sông bắt đầu đóng băng. Khi nhiệt độ giảm xuống, khu vực đóng băng sẽ mở rộng cho đến khi dòng sông bị đóng băng hoàn toàn. Khi lớp băng bao phủ mở rộng đến giữa sông, màu của băng sẽ trở thành màu xanh lam, biểu thị độ tinh khiết của băng. Việc lựa chọn và lưu trữ những khối băng chất lượng cao trong mùa khai thác băng để chuẩn bị cho mùa lễ hội băng tuyết năm sau là một truyền thống ở Cáp Nhĩ Tân. Một công nhân ở thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân cho biết họ đã áp dụng sự kết hợp giữa lưu trữ băng truyền thống và công nghệ cách nhiệt nhiều lớp hiện đại để cung cấp các điều kiện bảo quản phù hợp cho các khối băng nhằm đảm bảo băng khối không tan chảy ngay cả khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C trong mùa hè. Mỗi khối băng có thể tích khoảng 20.000 mét khối. Dù với khối lượng lớn như vậy, nhưng các khối băng vẫn có thể được lưu trữ qua cả một mùa hè dài. Họ cần xếp một số lượng lớn đá viên có chiều dài 80cm, rộng 60cm và độ dày hơn 50cm trên không gian mở, sau đó phủ chúng bằng lớp cách nhiệt như rơm và vải nhựa. Có diện tích hơn 810.000 m2, thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân gần đây đã được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là công viên giải trí theo chủ đề băng và tuyết lớn nhất trên thế giới. Cáp Nhĩ Tân cũng được mệnh danh là thành phố băng, trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Trung Quốc vào mùa đông.